Nó sẽ cho các bạn, cho nên các bạn là đứng đến trung tâm hoặc cơ khí. Trong video này mình sẽ cho các bạn vẽ và mô phỏng quá trình tráng một cái tấm kim loại trên phần mềm Inventor. Rồi, đầu tiên các bạn mở cho mình bấm New Matrix Standard và Create. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn quá trình mô phỏng quá trình tráng một cái tấm kim loại này bằng cách là mình sử dụng hàm số, hay nói cách khác đó là mình đặt cho nó một cái hàm, hay là gán cho nó một cái giá trị nào đó ha. Rồi để mình sử dụng cái giá trị đó để mình mô phỏng. Đây mình sẽ mình ở đây thì nó cũng có nhiều cách để mô phỏng. Ở đây mình sẽ mô phỏng trên trong cái môi trường phạt luôn, môi trường mà các bạn vẽ đúng không? Rồi đầu tiên các bạn vẽ trước cái này cho mình. Rồi, bạn chọn Task 2D CAD này. Chọn mình một cái mặt phẳng để phát thảo. Chọn mặt phẳng rồi ha. Rồi sau đó các bạn vẽ cho mình một cái khối V ha. Khối V. Rồi sau đó chúng ta sẽ đóng chút. Chọn này sẽ là 50 nè. Cái chiều này thì lên là 20. Ràng buộc cái góc này nè. Nè, nó thẳng hàng với này. Và cái này ở tâm này ha. Đây là 25 nè ha. Ok. Rồi. Ở đây là 10 nè. Cạnh bên đây như vậy ràng buộc nó bằng nhau ha. Này là 120 độ. Ok. Rồi sau đó các bạn phát sketch đi và sử dụng lệnh extrude này, đùng nó ra hai bên nha, đùng nó ra hai bên là 30 mới ha. Ok. Rồi bạn fill rác bo cái này là R3 cho mình ha. R3. Đó, R3. Rồi tiếp theo. Trên mặt thẳng AZ này tiếp tục tạo một cho mình một cái sketch mới. Để cho mình một cái hình chữ nhật. Đây là dạng tấm này. Cái bề dày của tấm này sẽ là 1 ly nè. F7 này. Còn cái chiều dài tấm đó, nó sẽ là 80. 80. Kéo này. Cho ràng buộc tâm cái này. Ràng buộc tâm này nè. Nó thẳng hàng với từng tâm này ha. À. Rồi cho các bạn đo kích thước từ cái điểm này nè. Xuống đây là 21. Rồi món ăn đấy. Ok, sau đó bạn thoát sketch đi, tiếp tục sử dụng extrude này, đùng cái tấm này ra hai bên, cái chiều rộng của cái tấm này là 20 ha. 20. Ok. Rồi cái chỗ vào lại cái chút 2 nè, cái chỗ chiều cao của từ tay lên là 21 nè, đặt cho nó một cái hàm là đặt cho nó hàm x thì x bằng 21 nè. Ok. Đó, hoặc là các bạn vào fx nè, đặt luôn trong đây cũng được, hoặc là đặt trong kia, hoặc đặt trong đây, cái nào cũng được hết. Đấy. Rồi tiếp theo bạn tiếp tục sử dụng mặt phẳng YZ tạo cho mình một cái sketch mới. Đây là mình vẽ, đây là ví dụ của máy trắng ha. Cái này là mình vẽ, đây là ví dụ máy trắng ha. Rồi ràng buộc,
Chỗ này nó thẳng hàng với nhau. Cái này là 30 này. Này 40. Ràng buộc hai điểm này nè, ngang hàng với nhau. Từ đây nè tới đây là 45, à 75, 75, 75, và bạn cũng đặt cho nó một cái hàm, nó là hàm y đi, y bằng 75 đó. Rồi giờ bạn đo góc này nè là 120 độ cho mình, 120. Xóa này đi ha. Đây, cái đây là 15 ha. Cái góc này là 120 độ. Rồi, ok. Và đây là R, bao góc này cho mình là R2 nha. R3. Đó, ok. Để nó bằng R3 lên đây, nó bằng với cái này, góc này. Rồi. Rồi bạn touch sketch đi ha. Rất ít chút. Khối này nè, đùng ra hai bên. Là 20 ha. Rồi 25 đi ha, 25. Ok. Rồi tiếp theo, đây là cái một cái bước quan trọng. Bước này á, nó quyết định tới việc là bạn có mô phỏng được hay không ha. Rồi đây nè, các bạn lưu ý cho mình là từ cái bước thứ hai này, chọn đây nè, chọn một cái sketch mới trên cái tấm này. Nhá 7 ha. Vậy đây một cái đường line bắt qua đây đó, ngay cái tâm này nha. Ok, đây là cái đường mà nó trắng xuống này ha, cái đường tâm mà nó trắng xuống này nè. Rồi thoát ăn đi mấy cái đường này nè, chuyển nó thành contribution cho mình. Rồi select sketch đi, bạn vào cái thanh cái thẻ 3D model này, cái chỗ modify á, tích mũi tên này vào bend path cho mình nè. Ha, bend path á. Thì ở đây á, sau khi chọn bend path á, thì đây nó có các chiều như sau, đó là đây là chọn theo cái góc bo, theo cái bán kính, với lại theo cái góc này, đây là theo bán kính, với lại nó uốn theo cái bán kính, với lại theo cái cung, đây là nó uốn theo cái cung, với lại theo một cái góc đó. Đây mình chọn theo cái bán kính và theo một cái góc ha. Thì đây góc này á bạn, thì cái nếu mình sau mô phỏng á thì nó sẽ uống cái này là R2 này, cái này R3, trong này á thì sẽ là R2, dưới này là R3, còn trên này á sẽ là R2, tại vì mình vẽ cái đường trắng là nằm ở trên này nên nó sẽ là R2, còn nếu mà các bạn vẽ đường trắng nằm dưới này này thì nó sẽ là R3, để khi mà trắng xuống á thì nó sẽ mô phỏng máy cái tấm này nó sẽ bị uốn uốn vào cái đúng cái góc R3 này luôn ha. Đây là R2, nhưng mà R2 này mình cho trong cái thằng mô phỏng trong bằng environment ha, environment đó, thì trong cái phần Inventor Studio mình đặt đó, đây là mình cho nó là không, để mà khi chúng ta không có nhìn thấy được ha, cái góc đó ha. Còn cái này là bạn đặt, còn cái này á là các bạn uốn theo 90 độ ha, à, 60 độ ha. Thì đây là các bạn nhập cho mình là 0,02, tức là nhập như vậy để mắt thường mình không nhìn thấy thôi, mình không nhìn thấy được là nó mình nhìn vào đây nó không chưa bị uốn à, tí mình mô phỏng thì mình sẽ mới thấy nó bị uốn. Rồi chọn à, band line này, chọn một cái đường này ha. Đấy. Ok. Rồi sau đó các bạn vào edit này. Chuyển sang em mô phỏng trong môi trường em
Enter Studio, bạn vào edit này, bạn nhỏ x này, hàm x này, này tích vào này cho mình, hàm y này tích vào đây luôn. Rồi ở đây nè, D21, D22 này, tức là đây là cái góc bo, cái này góc bo này là cái góc nghiêng của cái tấm này, góc nghiêng ha. Rồi tích hết vào đây nè, bạn tích vào đây á, thì khi sau khi bạn vào environment nè, bạn vào Inter Studio á, thì sau khi bạn lôi cái hàm edit parameter này, bấm vào này thì nó mới hiện ra cái khung này. Nếu như các bạn không tích trong kia á, thì các bạn vào môi trường Inter Studio á, thì các bạn sẽ không hiện thị được cái này lên ha. Rồi sau khi mình để lên đóng parameter này, rồi tích tích hết vào cái ô này. À, ok, để nó hiển thị ra animation này ha. Đó, nó hiển thị ra trong này. Rồi đây là cái tấm máy nha. Rồi để cho các bạn dễ nhìn hơn thì mình sẽ tô màu lên nha, tô màu để các bạn dễ nhìn hơn. Này mình tô màu xanh đi ha. Tô màu cái tấm này luôn ha, tấm nên đặt tô màu màu cam nữa ha. Rồi cái này sẽ tô màu vàng. Ok, rồi sau khi tô màu xong thì các bạn lưu ý cho mình một cái điều này, ở đây mình đang mô phỏng vẽ vẽ vào một phỏng trên một cái môi trường, đó là môi trường bạc, nó nằm trong một cái file, nó nằm trong một cái chung, nằm chung trong cùng một cái môi trường, nằm chung trong cùng một cái file đó. Thì các bạn lưu ý là muốn mô phỏng địa kiểu như là nó tách ra ba cái khối này là cái riêng biệt ấy, thì trong quá trình các bạn extrude lên này, cái đầu tiên á, thì mà không có nói tới rồi, cái extrude đầu tiên là nó nằm trong cô riêng, là nó nằm riêng rồi. Còn cái extrude thứ hai, từ từ cái extrude thứ hai trở lên á, thì các bạn lưu ý là các bạn phải chọn cho mình á, đừng có chọn join nhé, đừng có chọn cái chế độ join này, mà cái chọn các bạn chọn cho mình chế độ new solid, tức là nó tạo ra một cái khối mới, cái khối đó nó không có phụ thuộc vào cái khối trước ha, cái khối sau đó, nó không sẽ không phụ thuộc vào cái khối trước ha, đó là một cái khối riêng đó. Rồi cái này tương tự như vậy, cái khối thứ ba này cũng tương tự như vậy đó. Để chọn new solid ha, nếu như các bạn chọn join á, thì khi mà các bạn vào Epic, các bạn môi trường Inter Studio, các bạn mô phỏng thì nó sẽ bị lỗi, nó không thể nào mà mô phỏng được, tại vì nó không có hiểu ha, vì nó các bạn không có tách nó ra riêng thì ai mà hiểu được, nó đang nằm chung ha. Nên mà thằng mà các bạn muốn mô phỏng được thì bạn phải hiểu khi nào mà là nó phải thấy tách, khi nào cần phải tách ra riêng, khi nào thì không cần phải tách thôi. À, và lại modify nha, góc ban nè, edit feature ha, góc này 0.2 ha. À, à, vào lại gọi lại ha, lại kim tràm gọi hết chưa, đây hàm bit nè, hàm y nè. À, cái này là góc ha, cái góc bo ha, cái trời đấy ha. Rồi mình đặt D23, D24 luôn cũng được ha. À, mình gọi lên chọn luôn ha. Rồi vào lại environment, ha, vào Unity Studio này, mở cái thanh vào Epic này ha. Rồi mình đã gọi hàm rồi nha, tại vì sao, tại vì nếu mà các bạn đặt cho nó một cái hàm mà các bạn vào mô phỏng trong trường environment Unity Studio ha, mà các bạn không gọi lại cái hàm đó thì nó sẽ không hiểu là các bạn định mô phỏng cái giá trị nào ha. Tại vì các bạn đây, các bạn vào ít lại nè, bạn thấy không, ở đây nó có rất là nhiều giá trị ha, đó vì thế nên các bạn mới chọn là tích vào đây, tích vào đây nè, thì những cái bạn tích á, thì nó sẽ được đưa vào môi trường Inter Studio nên nó mới được lưu vào đây nè. Thì các bạn đưa vào đây rồi thì các bạn phải tích chọn vào đây nè ha, tích vào đây tức là bạn chọn cái hàm nó để các bạn mô phỏng ha.
chọn cái giá trị rồi để mình một khoảng ok nó sẽ hiển thị ra thành animation ha. Rồi đây bạn tích tích vào đây nè, một phần cái chứ nè, chuột phải anime nè. Đấy. Rồi lúc đầu nó đang từ 75 này á, tức là vừa nãy mình chán cho nó giá trị là hàm y ha, thì đem đo từ đây nè tới đây là 75 này ha. Rồi mình sẽ mô phỏng nó xuống à, xuống 29 nè, 29 trong khoảng thời gian là từ 5 giây cho đến 10 giây đó. Ok đấy, thì từ trong khoảng từ thời gian từ 5 giây đến 10 giây á, thì nó ở trên này trong khoảng từ 5 giây đến 10 giây nó sẽ chạy xuống này nè à, thì mình sẽ chạy xuống này từ đây nè, từ đây sẽ là 29 ha, từ đây sẽ là 29. Rồi tiếp theo, là các bạn nhóm màu x này, chuột phải nè, anime nè ha. Cái x này á, hàng giúp này tức là cái tấm này, tức là từ đây nè ha. Từ đây tới đây là 21 nè. Để mình xem mô bỏng nó xuống từ 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 21 sẽ xuống 12,8, 12,8 trong khoảng thời gian từ 10 giây, bắt đầu là từ giây thứ 10 cho đến giây thứ 15 ha. Nó diễn ra 5 giây, trong quá trình nó diễn ra 5 giây ha, tức là lúc đầu tắm của nó sẽ là đây là 21 này, từ 5 giây đến 10 giây nó sẽ chạy xuống này ha, à, xuống này ok này. Đó nó sẽ chạy xuống này, tắm này chạy xuống này, đây mình sẽ tu lại cho bạn xem. Đó, nó chạy xuống nè. Và cách từ đây là 21 nè, từ từ nó chạy xuống dưới đây còn là 12,8 à. Tại sao là 12,8 thì mình tính cái góc này. Nó chạy xuống đây 12,18 á, khi mình nó uốn bo lên á thì góc này 120 độ thì nó tụ tới đây là cái điểm 12,8 là cái điểm chuẩn của nó ha. Rồi. Tiếp theo mô phỏng cái này nè. Điều chỉnh cái T23 này ha. Tức là góc bo lúc đầu cho không ở đó là góc bo của nó là R0, mình chỉnh lên là 2 cho mình trong khoảng thời gian từ từ giây thứ 10 đến giây thứ 15 luôn ha. Ok đó, vì sao là lại rồi hai, tại vì mình chọn cái đường trắng là nằm trên này, nếu mà đường trắng nằm cái dưới này nè, nằm ở dưới này thì nó sẽ là R3, còn đường trắng nằm ở trên này thì nó sẽ là R2, tại vì này là cái bề dày của tấm này là 1 ly mà. Rồi tiếp theo là bạn điều chỉnh cái góc D24 nha, sẽ là 60 độ à, 60 độ à. Thì tại sao 60 độ, thì nửa vòng tròn là 180 độ, cái góc này á là 120 này, thì suy ra cái hai góc này sẽ là 30 30 ha, ở 30 120 sẽ nó sẽ bằng 180 độ ha, nửa vòng tròn ha. Rồi này cũng là từ giây số 10 đến giây số 15 luôn ha. Đó nó sẽ bẻ, nó sẽ trắng, góc nó sẽ nghiêng ra đúng theo cái góc của cái khối bên ha, 120 độ ha, đây là R3 này, ha. Đó ok đấy, rồi tiếp theo điều chỉnh lại cái y này ha. Cái y này á, từ từ giây từ thứ 5 đến giây thứ 10 thì nó xuống 29, và từ giây thứ 10 trở đi nè cho tới giây thứ 15 đó, thì nó xuống còn 21,25 ấy, ok nè. Đó ok không, rồi các bạn điều chỉnh lại cái này cho mình nè, thôi em trường em studio ha. Cái góc này là R2 ha, cái góc này bo là R2 ha. Rồi vào lại environment interstudio anime timeline ha, chỗ này ra này. Đấy à, thì góc này sẽ là ra R2 để hộp với này ha. Rồi giờ mình sẽ mô phỏng thử cho các bạn xem ha.
Rồi đó, mình sẽ mô phỏng là trong mặt xem ha. Đó là gì này, à, đây chạy tới giây số 10 nó sẽ dừng lại nha. À, dừng lại số này là chạy tới giây thứ 9 này, 95, 96 này nó sẽ dừng lại, dừng lại ha. Rồi từ đây đấy thì nó sẽ bắt đầu xuống nè, nè nó sẽ bắt đầu xuống nè. À, à bạn thấy không? À. Đấy. Rồi quay trở lại thì nó sẽ đổi những người trở lại ha. Rồi chạy xuống thôi. Đó. 95. 95 thì nó sẽ dừng lại. Đấy, sẽ không thể qua được nữa. Để số 10 trở đi nè. Số 10 trở đi thì nó sẽ bắt đầu nhả xuống nè. Xuống ép cái tấm này nè, trắng cái tấm này. À, cong theo cái biên dạng cái khối V ha. Đấy. À, bạn thấy không? Rồi, mình cũng xem lại ha.